Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Ủa, rảnh quá à, đi câu ha. Mẹ ơi, sao mẹ không ở nhà mày phụ công chuyện với vợ mày cho nó đỡ cực. Hồi sớm ơi mày nghe, tao thức sớm tao đi chợ, tao tưởng đâu là tao đi chợ sớm nhất rồi. Đi ra tới ngoài cầu là thấy nó đi chợ về rồi luôn á. Nó đi sớm hơn tao luôn á. Nay sao tính làm vợ của tía con hay sao mà giảng đạo với căng vậy? Sao ơi, phước phần người nào người nấy hưởng. Tía má con cưới vợ cho con á là cho nó làm việc nhà nha. Bớt bớt đi chùa lại. Đi chùa cái mở lòng từ bi hả? Có nghe câu độ thân độ nàng chưa? Ai độ mày thì độ đi ha, tao không có quẩn. Đi, đi đi câu đi đi, để cho tao bán mở hàng cái. Trời ơi, tính qua mua rượu ủng hộ nha. Thôi, mà bây giờ là ở đó không cần khách hàng nha. Không cần thì thôi, đây bye bye. Vậy đi. Rồi. Mở hàng cỡ này chắc tao dẹp quán luôn quá. Sáu ơi, chân đi, chờ đá đường nha Sáu. Chờ xíu, có liền. Rồi, đây. Nè, uống đi cho đỡ mệt. Dạ, cảm ơn Sáu. Nè, mày coi sao chứ tao thấy mày làm dâu ở nhà đó sao mà cực quá trời quá đất. Cái gì đó mà công chuyện cà quay suốt ngày làm không hết vậy? Dạ, thì phận làm dâu mà Sáu. Nhà này cái gì cũng con làm hết trơn á, chứ anh ba la anh có biết làm gì đâu. Mày á, làm cũng vừa vừa phải phải thôi. Làm quá cái gì mày cũng ôm mày làm hết, nó ỷ y, hiểu không? Nó thấy mày làm được nó ỷ, nó không có thèm làm. Với lại á, con làm nhiều quá, rồi cái thức đêm thức hôm, cái mặt mày hốc hác, mày xấu xí, mày nhăn nheo rồi nghe. Cái nó bỏ nó đi theo con khác. Con biết mà Sáu, nhưng mà giờ phải chịu thôi chứ có thay đổi được cái gì đâu. Sao nói con nghe, làm công chuyện cũng một vừa hai phải thôi. Tao nói thiệt tình á, ông ba biết á, ổng không. Gì vậy Sáu ơi? Dạ, ừ. Mời ba ngồi. Gì mà có tên ba biết đây vậy Sáu? Không, bởi vì tôi đó tên ba biết nha. Cái chuyện gì ở cái xóm này, đầu trên xóm dưới đó, là tôi biết hết trơn á. Bởi vì anh biết cho nên tôi cũng nói thẳng luôn, không có nói lén làm chi. Anh á, thời buổi này giờ là thế kỷ nào rồi mà anh làm cha chồng cái kiểu gì mà anh bóc lột con dâu quá. Ủa sao nói vậy là sao Sáu? Hả? Bóc lột là bóc lột sao? Đó, thì con Thắm kìa, từ hồi nó về làm dâu ở bển, nghe người ta nói nó làm đầu tắt mặt tối, không thấy lúc nào mà con nhỏ ngửa mặt lên được hết trơn trọi á. Mà trong khi đó thằng ba la đi câu, đi nhậu, đi chơi không, cà nhỏng mà anh không có nói con trai anh tiếng nào. Ủa, tôi nhớ không lầm á, con Thắm nó là con dâu, thấy không? Dâu đó, ta thường nói làm dâu nhà chồng mà. Thì việc trong, việc ngoài gì cũng phải con dâu làm chứ, thấy không? Con nói vậy sao được? Cái đó là chuyện hồi xưa. Anh đối xử với con Thắm đó, tôi nhớ cái hồi xưa tôi làm dâu cho bên nhà chồng tôi đó, là cũng y chang như vậy luôn. Tôi về làm dâu một cái là nguyên cả nhà ngồi không, mọi công chuyện là một mình tôi ôm hết. Cho tới ngày tía má chồng tôi mất là tôi mới được thảnh thơi chút đó. Anh đừng có để cho con dâu anh bây giờ á, nó ngồi nó trông cho tới ngày anh quy. Thôi đi, đèn nhà ai nấy sáng, phải không? Ta nói dạy con á, từ thở còn thơ. Dạy vợ từ thở ban sơ mới về. Tôi dạy con dâu của tôi điều hay lẽ phải, phải không? Sao đừng có xúi dục nó chống lại nhà chồng. Vậy không có tốt, phải không? Ủa, tôi đâu có xúi biểu gì đâu. Tôi đâu có kêu nó chống lại gì đâu. Tôi chỉ nói là anh dạy con dâu anh thì anh về bên nhà anh dạy, phải không? Còn cái này là quán của tôi, quán tôi, cho nên anh đừng có khơi gợi cho tôi nhớ lại cái quá khứ mà tôi không mấy gì vui vẻ cho lắm gì đó mà. Còn con nữa, phải không? Làm xong công việc rồi thì đi thẳng về nhà, ghé đầu này ghé đầu kia, rồi chụm đầu châu mỏ lại, rồi nhiều chuyện nó không có tốt nghe con, phải không? Về nhà đi, còn xây bộ, còn chuẩn bị ngày mai gói bánh Tết nhất sắp tới rồi. Rồi tắm heo, tắm gà, tắm vịt,
Chứ ở không đâu mà chụm đầu cháu mở lại nhiều chuyện chứ, có lợi lộc gì đâu. Dạ, thưa ba con về, thưa Sáu con về. Trời đất ơi, tôi nghe mà anh liệt kê cái công chuyện mà nó phải mần trong ngà, cái tôi mắt say sẩm mà tôi chóng mặt luôn vậy đó anh ba. Anh nghĩ có một đứa con gái nó mong manh, nó nhỏ nhắn như vậy mà anh đài nó chừng đó công chuyện trong một ngày mà không ai phụ, anh thấy anh có nhân đạo không anh? Cô chóng mặt hả? Tại từng tuổi này đó, không chồng không con nó hay vậy lắm Sáu ơi. Thôi lo bán quán đi, đừng có nhiều chuyện, không? Đừng nói chuyện người ta. Tôi không uống nước đâu. Về Sáu ơi. Cảm ơn. Uống một cái tôi mất công tôi đi rửa ly chứ làm cái gì. Bà biết, cái gì cũng biết, có một cái là không biết điều thôi. Sáu. Ôi trời ơi. Sao không về đi? Trời đất ơi, mày ở đây rồi, ông về, ông biết mà mày chưa về nghe, ông tắt cổ mày á. Đi vô. Thôi, con về liền giờ, nãy giờ con định đây nè, để con nghe xong cuộc nói chuyện của Sáu với lại ba chồng con đó. Chàng ơi, rồi anh chị ở bển có biết mà mày cực khổ vậy không? Sao ông bả không rước mày về, ông tao đó? Thì ba má ăn đâu biết đâu, với lại con có bầu rồi, biết sao giờ? Trời đất ơi, bây giờ là khổ nữa nè. Đã công chuyện mà ngập đầu không hết rồi có bầu nữa. Trời đất ơi, mày khổ quá Thắm. Thôi đi về, đi về, tao tìm cách tao nói với tía má mày. Tìm cách hả? Thì đi về đi, trời ơi mà bớt công chuyện lại có bầu có bì rồi. Sao? Giờ con về, không có chuyện gì con qua tâm sự với Sáu nha. Trời ơi, tâm sự với Sáu thì Sáu có giúp gì được con đâu. Ơi, thấy cái muốn trốn luôn vậy á trời. Mệt muốn chết đây nè. Rồi đi làm đồng rồi ở nhà nấu cơm đi ra đây làm chi vậy? Trời ơi, tôi làm đồng, tôi mệt muốn chết, không có miếng nước uống mà ngồi ở đây câu cá rảnh rang quá vậy. Giỏi dữ vậy ta, tính ra là khá khen cho. Xin lỗi má, xin lỗi má. Xù ra đây làm chi? Tôi đau bụng quá nè. Trời ơi. Nè, quay. Tao nói, trời ơi, tên tía nữa. Tôi nói cho biết nha, đau bụng quá thì chạy về nhà, đi ra đây chi vậy? Còn bây giờ không gấp băng qua cầu nè, chui vô bụi lùm, làm lẹ ra nói chuyện. Trời ơi, tôi đau bụng chứ đâu có mắt đâu mà đi cầu không biết nữa. Trời ơi, quay, biết là tên ai biết không? Mình không có nói chuyện đó nghe không? Đau, làm gì mà bóp đau quá vậy? Sao quần hai đứa té xuống dưới mương luôn bây giờ nè. Trời ơi, tôi đang có đó. Bây giờ nè, vợ chồng với nhau có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Cứ úp mở, sao quần vậy hoài, ai mà không biết nói sao luôn, đụng chạm. Đau bụng quá à. Nè, một là về, đứng đây thì nói rõ ràng, không mà tao sáng bạc tay à nha. Cái gì? Kênh kiểu gì? Tôi không có làm đồng ở đâu, kể từ đây tôi ở nhà. Ôi khá khen. Ngon, nói lại một lần nữa coi. Tôi ở nhà, tôi không có đi làm ở đâu. Chổng không, khi nào tao sáng bạc tay thiệt nha, đừng tôi không dám sáng nha. Trời ơi, cái thằng kia. Trời đất ơi, thấy không? Tao mà đi chậm một cái là mày thành cái thằng vũ phu rồi. Mà giữa đường giữa xá gì mà dung tay dung chân với phụ nữ người ta kêu bằng vũ phu côn đồ đó con. Mày biết không mày? Không có đâu Sáu, tại sao không có biết á? Biết là tên của con tía mày nghe. Mày nhắc tới tên ổng đi, ổng ở nhà ổng giọt ra ổng quánh cho mày bể đầu. Con nói thiệt với Sáu luôn á, gia đình nó khổ dễ sợ luôn á. Nói chuyện ra đụng chạm. Hên là má con mất rồi đó, chứ má con còn là không biết đụng chạm cỡ nào nữa. Đụng thôi, làm con làm cháu đụng mới sợ. Tao thằng xóm mà tao đâu có sợ gì. Bả tên khen, thấy không? Bởi vì nói chuyện đừng có dùng cái chữ khen. Đó, mà tí mày tên biết. Đó, ổng còn sống thì không sao. Mà bà khen đó, mà nhắc tới tên bả là bả giận cổ nha. Con. Dạ. Bà Biểu. Dạ. Nó quánh mày phải không? Tại sao nó quánh mày? Dạ, không có sao. Tại vì con
tại vì con đau bụng thôi à. Nó đánh vô bụng mày chứ gì nữa? À, dạ không có, tại vì con đau bụng thôi chứ là anh ba không có đánh vô bụng con. Ừ, tưởng mà nó đánh á, nói xáo một tiếng nha, tao không có làm gì nhiều. Tao quơ ngang một cái thôi hà, là cái cổ nó bay xuống dưới kia rồi. Sao sao, bớt chữ, bớt chữ, bớt giùm con cái, đụng chạm quá trời luôn. Nãy giờ sao kêu hết luôn, ra mẹ con ra luôn á sao? Khá khen cho bà con cái biết hiểu để với cha mẹ. Nhưng mà tao là hàng xóm, tao kêu không biết bà khen đó rồi làm gì tao, thấy không? Tao nè đó, tao biết luôn đó, mà làm gì tao đó. Nó mà quánh mày nói với sáu một tiếng nghe. Dạ sao vậy? Tránh ra mày. Dạ. Rồi mày thấy đẹp mặt không? Mày ra đây mày xài quần đó, người ta kêu nguyên dòng họ ra đó. Rồi giờ sao, vợ chồng với nhau có gì nói thẳng đi. Không có biết gì đâu. Nè 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 nè, người ta là người ngoài, người ta nói được nghe không? Mình là con cháu trong nhà nha, dâu con nữa. Tại bây giờ tôi có bầu á. Vợ có bầu hả? Ê, vợ có bầu sao bụng xem lép vậy? Tại vì thiếu ăn á. Có thấy không, ngày nào cũng đi làm chưa trời chưa chật mới về. Mà ăn vợ chồng này chồng ngồi câu cá vậy đó. Rồi ai nấu đồ ăn cho tôi ăn? Thì bây giờ á, vợ chịu khó với vợ làm đồng xong, vợ về vợ tự nấu cơm ăn giùm anh cái. Anh có biết á, từ ngày về làm dâu á, lúc á mà tôi hả chút bỏ cái áo cưới á, là lúc nào tôi cũng cắm mặt vô cái sống chén hết trơn á. Rồi dỗ quải gì tôi cũng thức khuya, tôi dậy sớm để cuối cùng á là được anh khen. Mà dạo này á, anh có khen tôi tiếng nào đâu. Khen nó không nói được thiệt à. Luôn thiệt, giờ vợ không làm gì, anh cứ vợ về làm gì anh không biết luôn á. Thôi kể từ nay á, tôi không có đi làm đồng ở đâu. Tôi ở nhà tôi dưỡng thai, anh muốn làm gì anh làm. Tôi về á. Có bầu đó, đi từ từ thôi. Đợi đi, anh về với vợ luôn nè. Cá kiết gì không biết giờ này nữa. Cái gì mà ngái nữa. Tao nói sắp tới Tết rồi mà nhà dưới, nhà trên, rồi bàn thờ lớn, bàn thờ nhỏ chưa có ai dọn hết. Rồi không biết sau này cái bụng tôi lớn rồi ai làm. Chán ghê. Thắm à? Hả? Dạ. Cái gì vậy? Công chuyện ở bển chưa có làm xong nữa, tự nhiên đi về đây là làm sao? Trời đất ơi, còn 3-4 cái nồi bự, rồi thêm một đống chén nữa. Sao em không rửa mà em đi về đây? Dạ, tại vì á, em tới giờ em về, em cho heo ăn, xong rồi em ra đồng, rồi em phải cắt rau đưa cho mối lái lên chợ bán. Ủa mà em nhớ trước khi em về á, em có rửa đâu 3-4 sống chén, 3-4 thao gì đó, rồi xong rồi tại vì trễ quá nên là em có nhờ cô Lúa ở lại rửa giùm em 4-5 cái nồi. Hay quá ha. Nhờ cô Lúa ở lại rửa. Biết là mỗi lần nhờ cô Lúa như vậy là phải tốn tiền không? Còn em là gì? Dâu con trong nhà thì em phải ngồi lại đó em rửa cho xong, rồi muốn về thì về chứ. Tự nhiên muốn người ta ăn chi rồi cho tốn tiền. Mà em cũng ngộ lắm. Cái này là đám giỗ trong gia đình ha, cũng là toàn là dòng họ nhà mình không à. Chị cũng đâu có rảnh, chị phải tiếp khách hả, hết bàn này tới bàn kia. Nội mà chị ngồi chị tiếp khách không chị cũng mệt chứ bộ. Rửa có mấy thao chén à, mà than vãn lên than vãn xuống. Nhìn cái mặt á, tôi biết ngay á, là thế nào cũng làm biến mà. Nhìn là biết liền rồi. Trời ơi, ta nói nó xỉn, nó nhức đầu muốn chết luôn mà ngủ không yên với bà nữa. Ừ. Bà ở đâu mà qua đây vậy? Trời. Tôi nói cho bà biết nha. Tôi nói cho bà nghe nha. Biết là tên ông già tôi nha. Ở đây bà biết hoài đi. Ê, ông già mày là tía tao đó. Cái thằng này ăn nhậu cho cố vô. Giờ này á mới mờ cái đầu vậy. Ra đây kiếm chuyện tao hả? Mày lo mày dạy lại vợ mày kìa. Rửa có mấy thao chén ở bển à, về đây than lên than xuống làm thấy mắt mệt. Xin lỗi nha, tôi không có than gì hết trơn á. Mà tôi nghĩ là dù gì thì cũng chị em. Thì có gì mỗi người một tay làm phụ giúp nhau chứ có gì đâu. Cái gì? Còn anh nữa,
lãng tránh gì. Là chồng á, thì gần Tết nhất ít ra cũng phụ tôi dọn dẹp nhà cửa. Sao tối ngày ăn chơi hoài vậy? Trời đất ơi! Ba La! Gì? Mày để con vợ mày nó nói trên đầu trên cổ mày vậy hả ba La? Trời ơi, mày không biết dạy vợ mày hả? Nè nè, tôi đang xỉn nha, tôi muốn đi ngủ, tôi mệt lắm, mệt nha. Bà la la một lát rồi tôi có bà luôn á. Ê, tao không có nói gì nha. Mày mà vô, mày vô ngủ nữa đi, xỉn. Ngon nói tiếng nữa tôi có bà luôn á. Bầu á. Vợ có bầu hả? Ê, vợ có bầu sao bụng xem lép vậy? Tại vì thiếu ăn á. Có thấy không? Ngày nào cũng đi làm chưa trời chưa chật mới về. Mà anh vợ chồng này chồng ngồi câu cá vậy đó. Rồi ai nấu đồ ăn cho tôi ăn? Anh có biết á, từ ngày về làm dâu á, lúc á mà tôi hả chút bỏ cái áo cưới á, là lúc nào tôi cũng cắm mặt vô cái sống chén hết trơn á, rồi dỗ quả gì tôi cũng thức khuya, tôi dậy sớm để cuối cùng á là được anh khen. Mà dạo này á, anh có khen tôi tiếng nào đâu. Thôi kể từ nay á, tôi không có đi làm đồng nữa đâu. Tôi ở nhà tôi dưỡng thai, anh muốn làm gì anh làm. Ở bên nhà lớn á, chuyện đang đăng đê đê đùm lum công chuyện nào là hả ngâm đậu rồi ngâm nếp, mà giờ này nó đi đâu mất tiêu rồi, không biết ai mà làm nữa. Thì nó cũng làm xong xuôi sạch sẽ hết rồi nó mới đi đó gì. Trời ơi, tía nhìn sao mà kêu xong vậy tía? Tía qua bên nhà lớn coi kìa, mấy thao chén với mấy cái nồi bự chảng luôn, chưa có ai rửa hết trơn. Trời ơi, ơi vậy mà kêu xong công chuyện. Mà ngộ lắm nha, thằng chồng của nó tối ngày á chỉ biết mở mắt ra là nhậu không à, ngồi cũng ngồi tới cuối tiệc đó. Trời ơi, thứ gì á thiệt á, hai vợ chồng này con thấy nó làm biến dữ lắm luôn rồi đó tía. Dạ thưa chị hai, chị cũng lớn rồi, bây giờ chị cũng tập làm đi với người ta đi. Chứ không lẽ chị ngồi không, chị la cái miệng chị bài hải không à đó. Đi tắm heo nè, rồi đi hái rau, rồi giao cho mối lái rồi người ta đi. Ủa, tía nói chuyện ngộ ghê á. Con Thắm nó làm dâu, thì công chuyện là phải nó làm chứ. Con có đi làm dâu đâu, tự nhiên bắt công chuyện con làm. Tiến Thắm nó làm dâu thì bởi vì công việc nhà nó sai nó nè. Sai tụi bay có làm đâu. Rồi sai thằng ba nó cũng có làm đâu. Tiến Thắm nó làm dâu thì cuối cùng tao cũng phải sai nó, chứ bây giờ tụi bay còn trách móc cái gì nữa. Nhưng mà sai nó có ra làm đâu, tía thấy không? Giờ này trốn đâu mất tiêu rồi. Trốn đâu? Nói cái gì tía cũng binh nó hết trơn á. Mỗi lần mà nó xin về nhà nó cũng vậy á, cái tía cho nó đi liền à. Tía nói cái gì tía cũng biết. Biết đó. Tao là ba biết. Là ba biết. Biết. Biết hết á. Biết. Biết tía ba biết, con biết rồi. Xin lỗi ơi. Nè. Ê, tên biết là tên cúng cơm của tía nha, mà chơi nguyên la fan vậy là hổn với mày. Thì xin lỗi tía. Em nói chị nè, đám tiệc ở nhà này kia chị cũng phải phụ vợ của em chứ. Chị bắt vợ em làm mình ên sao mà chịu nổi. Ủa mày nói chuyện mắc cười quá. Vợ mày làm dâu thì vợ mày công chuyện nó phải làm chứ, tự nhiên bây giờ đổ qua tao là sao? Đổ gì đổ? Nè chị coi đi nè, chị thấy bữa nay nhà cửa sạch sẽ hả? Nó, là tôi bữa nay tôi có xỉn không? Hoàn toàn không có xỉn. Ừ, chắc được bữa à. Ủa mà con vợ mày đâu rồi? Tía, vợ con bỏ ở đâu con không biết. Con không tìm được luôn tía. Ủa mà mày có đi kiếm nó không? Đi ra ngoài ruộng rồi nó có hái rau hoặc là ra ngoài chợ nó có đi chợ được không? Con có đi kiếm vòng có thấy đâu tía. Ê, gì? Có khi nào con vợ mày á, nó cắt rau nó đi bỏ cho lái, xong rồi có khi nào là nó đi theo con buôn lái luôn không? Tôi là ba la, chị là hai có. Nói chuyện có duyên dụng chút được không? Nói gì không khác nào vợ theo trai hả? Trời ơi, chứ còn gì nữa. Nhiều khi nó ra ngoài gặp mấy lái buôn á, người ta nói chuyện ngọt ngọt, còn mày nhìn lại mày coi, tối ngày chỉ biết ăn với nhậu không mà nó bỏ mày đi theo con khác cũng có chừng thiệt đó. Tía, con chị hai chứ nói chuyện vậy chịu đời được không tía? Nói mày cũng tệ lắm.
tối ngày xách từng câu đi câu, có được con nào á là nướng nhậu con đấy, bỏ bê vợ không có chăm sóc gì nó chứ. Đó, tao nói có gì sai không? Mày đó, mày lo mày đi kiếm nó đi, dám chừng vợ chắc con lái đó nó chở đi mất tiêu rồi đó, mất xứ này luôn rồi đó. Trời ơi, tía chị hai nói vậy thì em thấy em sai quá trời sai luôn á. Ngày nào cũng xỉn, rồi đi câu cá, biết vui bản thân mình nè, bao nhiêu công chuyện dồn hết trên đầu vợ em. Ơi, sai quá rồi, mày sai quá rồi ba la ơi. Không phải mình mày sai đâu, mà tía thấy tía cũng sai nữa. Trời, tía nó sai đó, quá trời con đất thấy tội nghiệp nó, mình làm nó không có đúng. Trời ơi, tía, ba la. Gì? Ủa tự nhiên cái hai người ngồi đây hối lỗi là làm sao? Thì ủa, tôi thì nó làm dâu thì công chuyện là nó làm là đúng rồi, tự nhiên giờ hai người ngồi hối lỗi. Chị cũng phải hối lỗi nữa, bao nhiêu công chuyện chị dồn hết lên đầu vợ em. Nó làm nó chịu không nổi, nó bỏ đi luôn á. Thâm ơi Thâm, em giờ mà em có suy nghĩ lại em quay về đi Thâm. Anh hứa là anh làm hết luôn. Anh không đi câu cá nữa, anh không nhậu nữa. Tất cả mọi chuyện anh làm hết Thâm ơi. Về đi em ơi, vợ anh ơi. Sao đâu rồi sao? Sao? Dạ, Tết nhất là cả nhà ngồi mà rên la khóc lóc. Chắc công chuyện nhiều quá, không ai mừng chứ gì. Ủa sao biết? Trời ơi, ông tên biết chứ tôi mới biết nè. Nha, tôi nói ông nghe, tôi qua đó là tôi để thông báo cho cả nhà một tin. Tin gì? Con Thắm nó về bên ngoại nó rồi, nó không có về đây nữa. Ủa, vậy sao, sao vậy sao? Tự nhiên vợ bỏ về trở là sao vậy sao? Ủa, đâu có tự nhiên đâu ba la. Mèn ơi, mày nghĩ đi, nó làm dâu mà anh ba. Mà sao mà anh coi nó như con ở không công vậy? Cái chuyện gì ta nói từ đầu trên xuống dưới một tay nó không? Anh đài đọa con người ta quá mà, nó chịu đâu có nổi. Ủa cô đâu tự nhiên cô sáng xả vô đây con mắng cha con tôi như con không đẻ gì cô sao? Hả? Không phải mắng gì. Tự con ăn Thắm nó nhờ tôi qua nói là nó không có về đâu. Còn nếu mà ở nhà mà thằng ba mà không sửa đổi đó, mà cứ đi nhậu với đi chơi riết á, mà không có phụ vợ công chuyện đó là nó đi luôn, nó không về nữa. Trời, nói gì chứ, cô nói vậy đó tôi cũng không có giận cô đâu, mà tôi cảm ơn cô nữa, tôi mới thấy được cái lỗi của tôi, lỗi của ông ba nữa. Dạ. Đó. Đó. Thôi để qua Tết đi, bây giờ Tết cũng sát bên rồi, để qua Tết tôi dẫn ba qua bển xin lỗi người ta. Nếu người ta không chịu á, tôi để nó ở rễ bệnh luôn. Rồi nó năn nỉ chừng nào mà con Thắm đồng ý nó thì về, còn Thắm không đồng ý thì coi như nó ở bệnh tới chết luôn đó. Ủa tía tía, ủa tự nhiên giờ Tết nhất tới nơi à, tía để cho con Thắm nó ở bệnh rồi công chuyện nhà ai làm, lẽ tự nhiên đổ lên mình con làm hả? Chứ ai. Nhớ nha con, mình đi chúc Tết á là mình phải gửi lời chúc tới ông bà này, rồi các cô chú nữa, như thế thì mọi người mới lì xì cho mình nhá. Dạ con nhớ rồi. Em ơi, chúc qua chúc Tết nhà chú Chính luôn nha. Dạ. Đó, em nói rồi á, mình một công đôi việc, thế nào mình cũng phải qua chúc Tết chú chứ, đúng không? Con gái nè, bây giờ con đeo cái túi này vô, rồi đi chúc Tết á, ai lì xì cho con bỏ vô đây ha. Rồi xong rồi đem về gửi mẹ, rồi mẹ đóng tiền học nè, mua sách cho con. Hả? Ôi, đấy, xinh như thế này cơ mà. Cô công chúa của tôi xinh quá. Bây giờ con thử đọc lại lời chúc mẹ nghe xem nào. Xuân sang Tết đến mọi nhà, con chúc ông bà sức khỏe an khang. Chúc cô chú bác giàu sang, một năm sung túc cười vang mỗi ngày. Đấy. Trời.
giỏi lắm nhá. Thế thì bây giờ mình đi chúc Tết đi nhá. Ừ, con gái bà giỏi quá. Đi đi ha. Đi nào. Đi đi đi, tới nhà chú Chính rồi nè. Đây đây đây. Hai mẹ con đợi anh xíu nha. Dạ. Chú Chính ơi. Ủa? Anh Khoa. Chị đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại tâm tình tí coi. Chúc Tết cho đi, chúc Tết cho đi. Chúc Tết rồi. Chúc anh chị năm mới gặp nhiều sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em rất nhiều. Năm mới anh cũng chúc chú cùng gia đình thật nhiều mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui nha. Cảm ơn anh chị nha. Dạ, con chúc cô chú Nết năm nay là làm ăn phát tài nè, vạn sự như ý nè. Con ngoan quá, đây 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 đây. Con lì xì nha, chăm ngoan học giỏi nha. Dạ, con cảm ơn cô chú. Chúc cháu năm mới học giỏi nha. Dạ. Nói chuyện rõ hơn nữa nha. Xuân sang Tết đến mọi nhà con chúc chú làm ăn phát tài với lại nhiều niềm vui. Hay quá. Đây đây đây, chú cũng có lì xì cho con đây. Đây, lì xì cho con đây. Cảm ơn. Rồi. Nói gì nói chứ cũng còn bao lì xì. Thôi lì xì cho vợ chồng anh chị may mắn nha. Rồi, cảm ơn em. Có đi cũng phải có lại. Đây làm ăn phát tài nhá. Rồi, cảm ơn anh chị. Cái bao lì xì này năm nay chắc chắn là sẽ may mắn lắm này. May mắn là nhiều lắm. Anh mong là sẽ suôn sẻ hết. Nhiều lắm bên trong á. Ok. Thôi, nếu vậy chú Chính không có nhà thì mà mình về nha. Ok ok. Em cứ đi tiếp nha, chúng ta tiếp đi. Rồi, ok. Con đưa cô chú con về. Ok, con. Cảm ơn nha. Phát tài nha. Đi 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 đi. Mình về mà thăm ông bà nội luôn. Đi đi đi. Hên quá, may mà né kịp, nếu không có tốn nửa lì xì. Tết nhất qua nhà tôi chơi được rồi, dẫn theo con nít con nôi lũ khổ. Tôi ở con mình ơn à, lì xì con mấy người á, tôi lỗ tới xương hả mấy cha. Đâu có vui. Trời ơi, tới nữa kìa trời. Xuân ơi, cánh ơi, cho tìm mình nào ngực. Xuân ơi, xuân đã về. Những đó mà gian chào mừng xuân sang. Hù. Nghe hù hết hồn. Quỷ hà biết ta liệu mà cứ ghẹo hoài luôn. Trời đó. Ơi, Tư ơi. Con đi từ đầu ngõ vô đây đó. Thấy không khí mùa xuân quá trời luôn. Nè. Mà làm như là Tư hát đang chờ ai phải không Tư? Mày nhiều chuyện quá bé. Nhiều chờ á. Tư có gì mát mát không cho con uống chứ? Có nước mát nhiều lắm. Nước dừa nè. Nước chai nè. Nước đá này con uống nước nào? Cho con ly trà đá đi. Nước trà đá ở quán mình là ngon nhất luôn á. Chạy vô lấy cái ống hút gắm vô đây uống luôn đi con. Này nhiều nè. Ui là trời, Tết á chứ không Tết là mày coi chừng cái mỏ tao đó, tao giật cái mỏ tao đầu năm rồi đó. Trời ơi, về quê hương mình uống nước ở quê hương mình là ngon nhất rồi Tư. Thôi vô lấy cái ly đi. Dạ. Uống đi. Ui coi nè. Như Tư lì xì cho con đi ha. Thấy không? Dạ. Rồi thôi tao lì xì cho bay. Ờ, có luôn hả? Không, của con là ly trà đá, còn cái này là Tư gửi cho con của con. Trời ơi, nha. Cảm ơn Tư nhiều. Nhớ nha. Dạ. Đừng có rút ruột của con nhỏ. Hiểu dạ. Không? Cái dạ. Này là lấy hên đầu năm. Dạ. Ủa mà đi đâu tự nhiên nắng chang chang đi khơi khơi vậy? Đừng nói đi lấy tiền lì xì nha trời. Con đi chúc Tết anh quanh ở sớm mình nè. Nhưng mà sẵn đây con ghé chúc Tết Tư luôn. Sợ chiều nay mà có ngồi với bên nhà vợ mà có xỉn quá rồi qua không được. Ngày mai tụi con về lại thành phố rồi. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy là qua chúc Tết Tư hả? Dạ đúng rồi. Chờ xíu, đứng lên. Chờ sao Tôi? Chúc đi chứ không thôi mai mày về thành phố rồi. Thôi giờ Tư lớn Tư chúc con trước ha. Trời ơi quý quá. Chúc con với gia đình con năm mới được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, vạn sự như ý. Đầu năm sinh trai, cuối năm sinh gái. Được chưa? Trời ơi, Tư chúc gì đâu mà nghe ấm lòng mà lưu loát quá. Chắc là ngày nào Tư cũng đi chúc Tết hả? Cũng có, ngồi đây hoài chờ tới tới chúc nữa không á. Năm mới con chúc Tư muốn gì được đó. À chà, muốn chồng được không? Muốn gì được đó mà. Được rồi, Tư cảm ơn con. Dạ, rồi con cũng biết là Tư muốn một thứ mà ai ở đây cũng biết luôn. Muốn gì? Muốn gọn lại xíu. Con cũng mong Tư là sẽ được thành công của chuyện đó. Tư mời con. Dạ dạ dạ. Trời ơi bữa nay qua được lì xì rồi. Ủa mà bị chúc giáp vòng hết sớm này chưa vậy? Dạ rồi mà có một cái con qua nhà chú Chính á, mà sao con qua mấy lần rồi sao không gặp? Ông Chính. Dạ đúng rồi. Ôi phải chi bé nói á, chú Chính ơi con qua đi, con rủ chú Chính làm vài ve thì được. Chứ con nghĩ sao vậy, đi qua bên đó mà rủ đi chúc Tết. Ủa là... ông trốn liền. Ủa là sao Tư, con không hiểu. Ông Chính tên gì? Chính kẹo. Đúng rồi. Chính kẹo.
chín keo, keo nặng kèo. Hả? Đúng không? Keo là gì? Ông rất là kèo, ông tiết tiền. Ông thấy mà nhà nào có con nít mà vừa bén mảng qua một cái ông trốn mất tiêu luôn. Sợ lì xì. À, con biết rồi. Hèn chi mấy ông anh cũng ở gần nhà qua kiếm ổng mà không thấy. Thì đó. Thì ra là vậy. Hèn chi, tới giờ ổng cũng không có vợ có con. Chắc ổng không thích nít đâu đúng không? Không có đâu, tại nít không thích ổng, ổng keo quá hiểu không? Không ai dám tới gần á, kẹo quá không nuôi được ai. Thôi. Thôi con biết rồi, nhưng mà con thấy một điều nè. Con thấy là chú Chính á, ổng kết từ lắm. Chắc chắn là keo với ai chắc không có keo với Tư được đâu. Thôi ha, khỏi ha, đây đây, quán Tư. Nhờ khách khác chứ khách như ổng không là đi sập tiệm rồi đó. Ủa là sao? Ờ đất ơi, qua đây giống bay vậy đó nè, uống trà đá. Hút thuốc thiếu, hiểu không? Chứ đâu bao giờ trả tiền đâu, nợ ngập đầu kìa. Vậy hả? Thiếu từ đó giờ luôn. Chứ gì nữa, thiếu không trả luôn. Mà con thấy Chính kết từ ghê lắm. Thôi mày ơi. Ôi đứa ơi, nghĩ làm sao vậy trời. Cho dù ông có chịu tao đi chăng nữa, tao cũng không có rảnh đâu mà chịu ổng, hiểu không? Vậy hả? Ừ. Mà con thấy ổng kết lắm nha. Thôi dẹp đi mày ơi. Không có kết ổng. Nhưng mà cho dù Tư không kết ổng, nhưng ổng cũng phải biết tài Tư. Đó, chai rượu nữa, bá cháy bò chét luôn hen. Ta nói nè, chụp cho tấm hình, chụp thêm tấm nữa, gửi qua cho... Mà gửi qua cho ổng dễ gì ổng nhận. Cha này cha keo lắm, dễ gì mà dám mua mạng mà mở lên lấy hình. Thôi thôi, tôi gọi điện một cái thế nào cũng nhào qua ăn. Chú cha, nhạc xưng đồ. Alo anh Chính hả? Dạ, em Tư nè. Tại nói hôm nay Tết nhất mà nên có ít gọi là mâm cỗ á. Nhưng mà thôi mình nói là đồ ăn đi hen. Có bánh tét nè, có củ kiệu nè, có chả nè, có tôm khô, có rượu nữa. Qua ăn Tết với em cho vui nghe. Nghe, em chờ đó nghe. Ôi là trời anh ơi. Ôi. Ủa? Anh Chính. Anh Chính nè. Ủa anh Chính ơi, em chưa kịp cúp máy luôn á. Ờ. Anh ở đâu anh đi ra nhanh dữ vậy? Bộ anh đi đường chim bay hả? Không giấu gì Tư. Chính quanh quẩn ở đây từ chặng vàng đến giờ rồi. Chỉ cần á, Tư mở miệng thôi là mắt quay bánh tét của Kiều dưa giá liền. Trời đất ơi, không tin luôn á trời. Cái gì đâu mà keo kiệt dữ vậy? Phục kích ở nhà em mà nhảy ra là ăn luôn đó hả? Đúng rồi, mời là vô liền. Đừng có để mời lơi, tội lắm. Thôi thôi, tới rồi mời anh ngồi. Ờ. Đầu năm đầu tháng mà ai... Đúng rồi. Ngon ngon. Đập đó khen. Có người từ lâu nhớ thương Từ. À khoan, anh mới hát Từ, nhớ thương Từ. Từ là ai vậy? Mới giờ về sớm mình ở hả? Đâu có ai. Ủa chứ Từ là ai? Từ là Tư đó. Là em? Ủa, chứ hát Từ nó trắc âm lắm. Nhớ thương Từ. Thôi, em góp ý nha. Sao? Mai mốt mình hát cái có người từ lâu nhớ thương. Trời đó, ơi. Mình đưa bốn ngón tay là Tư nè. Thôi người ta hiểu lầm chết, xô đẩy không có được. Thôi, đầu năm đầu tháng em rót một ly rượu mừng chúc Tết anh Chính nha. Đây. À cái ly này á là em chúc mừng năm mới. À. Chúc anh Chính luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc nè, tràn đầy sức sống trong năm mới, đặc biệt là bớt keo kiệt lại anh nha. Trời. Tôi chúc cái câu đó không sợ Chính bị đau lòng chính ruột chính gan sao? Trời ơi, đau lòng gì thì anh keo kiệt ai mà không biết. Ai có thể nói cái này Chính cũng bỏ qua được hết, riêng Tư đừng có nói như vậy. Tại vì Chính á, có gác cổ chài ra nước, có keo kiệt, có gích với ai với Tư là không bao giờ. Tư rộng lượng, có thể cho cả tuổi thanh xuân cho Tư được mà. Tuổi thanh xuân? Ừ. Cái khúc này em xin ngắt một cái nghe. Sao ạ? Giờ em mà có muốn tuổi thanh xuân thì anh cũng không còn để cho em đâu. Ha? Còn cho tuổi thanh xuân luôn. Thôi thì uống một cái đi nè. Tại đây có gì để mình còn dùng. Dùng bữa nè, dùng nè. Bữa đầu năm. Sao anh? Chưa, phải làm lễ là xong rồi mới ăn chứ muốn ăn gì ăn hả? Tuổi thanh xuân trước đi, mùa xuân mà. Anh nói là anh muốn giống như là anh cho em hết tất cả. Đúng rồi, cho hết tất không cả. Không tiếc với em một thứ gì. Đúng vậy. Ai nói anh buồn. Đúng rồi. Em nói anh buồn hơn. Đúng rồi. Vậy là chắc chắn anh không tiếc với em đúng không? Không tiếc cái gì hết luôn. Chắc chắn không? Chắc chắn. Vậy thì đây,
thấy chưa, cho liền luôn, cho một nắm tay ấm áp tình đời luôn. Ui da, ui da, cái gì vậy trời? Cái tay mặt quá, kẹp lại đúng hai cái tấm thức. Á trời ơi, đau quá. Đau gì mà đau? Tự nhiên tôi đưa cái tay cái gì anh nắm tay tôi là sao? Chứ tình yêu không chứ cho gì. Ý tôi nói là không có tiếc thì đưa cái bóp để tôi giữ cho. Trời ơi, ẩn dụ quá vậy. Gì đó hả? Thôi, chưa, tiếc thì thôi. Thôi biết rồi, chưa gì hết rồi, lấy hầu bao rồi nhá cạnh cái nè. Thôi đi. Thôi nháo quá, thôi cất đi, ăn xong đi về anh ơi. Thôi thôi nè, cầm đi, mới ăn nuốt nó mới trôi chứ nghĩ sao. Cái này anh đưa nha, chứ không phải là em đòi à. Đã hứa rồi, với Tư là không có tiếc bất cứ thứ gì. Đưa hết luôn phải không? Em xài sao xài phải tiền nghi sử dụng luôn đó. Vậy hả? Rồi mời đi, mời đi. Rồi, đây. Cái này á gọi là gì ta? Người ta gọi là cái này là gọi là cái gì ta? Anh Hùng. Đây là Mỹ Nhân. Mỹ Nhân gấp cho anh Hùng. Đó. Đây. Trời ơi, cái này giống bà địa gấp cho ông thần tài quá hả? Chắc tôi thọt luôn trong họng. Nè, nè, nè. Đây hả? Phải phết một miếng nước tương nè. Đó. Ăn đi anh. Ngon quá rồi. Cái này nữa nè, nữa nè. Vô nè, bắt đầu nha. Uống cái. Đúng rồi. Nhai đi anh. Nuốt đi anh. Tới đây vô rồi, luôn tới đi đây. Con. Rồi, tới đây. Dạ. Con chào bà Tư. Con chào ông Trịnh. Nè nghe. Đây đây, nè nghe. Dạ. Xích ra đây với bà Tư. Cái gì vậy Tư? Thì tụi nhỏ đó, tụi nhỏ qua đây để tụi nhỏ chúc Tết anh. Chứ tại bình thường ba má nó dắt qua nhà, anh trốn miết à. Mà đâm ra để vậy tội nghiệp tụi nhỏ, Tết không có lì xì, nó không có may mắn. Hiểu không? Chúc Tết ông Chính đi con. Dạ, con chúc ông Chính dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Lì xì con đi. Hay là mệt quá, tôi về tươi. Ê, tùy ý sử dụng mà. Trời ơi. Đây. Ê, trời ơi, bởi vậy ông bà nói đâu có sai. Nói gì? Anh Hùng đâu qua được ải Mỹ Nhân. Trời ơi, tiêu. Dạ, con cảm ơn bà Tư. Thưa bà Tư, con về. Không thèm cảm ơn tôi luôn.